hôm nay giới thiệu với anh em một con CB400. Con này đời 2009 ha. Tại sao biết 2009 nha? 2009 là phuộc nó bắt đầu khác rồi nè ha. Đó. Rồi phuộc của 2007, 2008 thì nó khác. Còn 2009 là nó bắt đầu có màu. 2009, 2010 nó có màu phuộc. Và đời 2009, 2 màu là cái đời lốc máy nó màu bạc. Cuối cùng qua 2011, 2012 là cái màu máy nó màu đen. Đó. Thì cái xe này thì đời chính xác là 2009. Đó, mình nhìn theo tem. Mình nhìn theo tem đây. Mở cho anh em xem. Xe này khá là keng. Chứ mình không có theo cái lời nói của nhiều người nó nói không à. Có đúng. Dở cái yên lên giùm anh cái này. Đó. Rồi. Đây. CB400S9 năm 2009 ha. Ở dưới mới keng. Anh em thấy không? Đồ cực kỳ mới. À, chưa một ốc nào mở hết. Bên mâm lửa chưa mở nè. Nè. Còn keo zin luôn. Ốc chưa mở luôn, ron zin luôn. Ha. Ốc 7 màu hết, dàn nắp đầu. Chưa có gì mở hết. Ha. Chỉ con ốc heo thắng là mở ra để thay bố thắng nè, dĩa thắng nè, còn bằng từ trong ra ngoài nè. Đúng, xe này đúng 15.000 mấy trăm cây à, vừa mới thay bố thắng, dĩa bằng trang, ốc bánh chưa mở nè, mọi thứ rất mới, kính zin theo xe luôn. Rất hiếm cái xe còn cái cặp kính zin mới như vậy ha. À, kiến zin theo xe luôn. Ừ. Xe này bô zin, lấy cái khúc ống cái này ra thôi, bô zin. Đó, cặp phuộc xô qua mới keng. Nè. Đó. Zin. Đó. Đó. Dĩa đồ chơi của Nhật. Xe này đăng ký lần đầu năm 2018. Xe đời 2009 à, nhìn nè, các chân đồ mới keng ha, một mới keng ha, chưa mở nồi luôn, ốc nồi rồi chưa mở hết, bảy màu hết. Ừ. Anh em thấy đó, đây mình mở đồng hồ lên cho anh em xem. 15.855 km. Đơn giản thôi. Đó. Cái đời này thì cái bô nó bằng inox. Những cái đời trước có thể VTEC 3 nó bằng sắt, đời này nó bằng inox. Máy rất là đẹp. Đó. Mấy đời này thì khỏi chơi à. Tại sao người ta lại thích cái con CB400? À, giá này có thể mua được, giá này mình nói bán luôn là 205 triệu. Cứ xe mà sang tên được là xe hợp pháp, đơn giản thôi, chứ đừng nghĩ hải quan hay thanh lý gì, mệt lắm. Thanh lý giờ giống như hải quan thôi nè. Đăng ký lần đầu là tháng 8, ngày 8 tháng 8 2018. Đăng ký lại là năm 2018, nên là thanh lý này tại 282 nha, nơi Trăng Long nha, chứ không phải là gốc Sài Gòn đó. Sang tên về Cần Thơ vào ngày mười mấy đó, tháng 1 năm 2020 đó. Anh em nhìn nha, số khung, số máy zin, chính chủ chưa chứng giấy cho ai đó. Tại sao người ta thích cái xe này thì mình cũng nói luôn, những người đứng tuổi, những người mà không ham muốn về tốc độ mà thích cái tiếng máy bốn máy rồi mô tô, là sẽ chọn cái dòng xe CB400 này. Tại vì một câu thôi, nó đủ. Nó đủ những cái gì? Nó đủ những cái tiện nghi, đã hâu xăng, êm ái, nó vừa đủ gọi là mô tô mà nó không cồng kềnh, nó gọn ha. Và cái thiết kế này nó cái kiểu mà không có lỗi thời ha. Đó, rất tiện dụng, chở vợ chở con, êm ái.
và nó lúc nó cần thiết êm ái là nó êm ái, vì cái động cơ này là động cơ VTEC. Động cơ này động cơ VTEC nó phát triển xe trên xe ô tô là từ năm 80 mấy, lên xe mô tô này là bắt đầu từ năm 2000 năm 2000 gì đó, 99-2000 gì đó là nó phát triển cái động cơ VTEC này. Mình biết VTEC 1 á là nó từ năm 2000, 2001, 2002, nhưng năm 99 có VTEC cối rồi đó. VTEC cối là cái bản thiếu, bản thiếu cái bản trường á, bản công an á, bản thiếu bản này thuộc ở phục thường chứ không được tình dầu rời đó. Nhưng mà trên cái VTEC nó là có năm 99 rồi, là động cơ VTEC áp dụng lên xe mô tô năm 99 đó. Anh em nhìn nè, và động cơ VTEC nó có sự khác biệt gì mà người ta lại thích? Người ta thích cái này nó đa dụng, có nghĩa là nó đa dụng quá đi ở cái tốc độ thường. Đây mình cho anh em coi luôn một số cái dòng xe ở vòng tua 6.000 mấy nè, là cái con Revo này nó sẽ mở cái VTEC. Mà VTEC nó là gì? VTEC là van ha. Van khi mà dưới 6.000 mấy trăm tua thì xe này á là nó tổng cộng là 4 máy, mỗi máy là 4 van. Đó. Tổng cộng là 16 van. Đó. Khi dưới 6.000 mấy trăm tua này nó sẽ hoạt động ở 8 van, có nghĩa là một van xả và một van nạp. Khi qua 6.000 mấy trăm tua nó sẽ mở đủ van, có nghĩa là hai van hút và hai van xả. Đơn giản vậy thôi. Thì thứ nhất tiết kiệm xăng, và đồng thời nó cũng gây lên với nhiều cái sự kết hợp từ cái thiết kế cho tới máy móc ở kiểu dáng, nó tạo ra nhiều cái tiện dụng cho cái người xài đó. 400 nó phải vừa phải của cái chiếc mô tô rồi, nó không quá mạnh nhưng mà cũng không quá yếu. Mình đi tô mình chạy 180-190 hết gai nè, trên đồng hồ đó, mình chạy hết ga hoài luôn á, nó cứ vậy hoài luôn á đó. Mà ở đường mình á chạy tới mức độ này á đã đủ người ta phê rồi đó. Còn muốn mà phê hơn, gia tốc lớn hơn chứ đi con sport hay này kia, không ai chọn con này. Nhưng ở cái cơ bản về phía tiện dụng, cái phần mà dành cho tốc độ rất là ít hơn cái phần dành cho cái người tiện dụng đó. Cho nên giá của con này á, nó đời có 29-20 thôi mà giá của nó rất là cao, giá tầm 200 triệu á, là mua được xe sport rồi, 600.000 phân khối rồi đó. Mà tại sao nó lại người ta lại chọn cái dòng xe này ở trong khi nó chỉ có 400 nha. Còn bền thì mình nói thẳng luôn, cái xe bền là do người, do bảo quản đó. Với lại cái công suất của cái xe này nó phù hợp, nó vừa phải đó. Còn những cái xe thể thao sport có công suất nó cao, cho nên tất nhiên nó sẽ không bằng cái xe có công suất thấp, vòng tua thấp rồi. Cái vòng tua càng thấp là xe nó càng bền, đơn giản thôi à. Còn xe này mình nghĩ công suất nó cũng không có đến nỗi gọi là thấp đâu đó. Tua nó lên được 13.000 đó, không có hề thấp đâu. Nhưng mà ít người ta chạy cái dòng xe này lên cái đó tốc độ đó thường xuyên lắm đó. Và người ta chạy xe này á nó hài hòa, chứ người ta không có nạp ào ào, người ta sẽ không chọn xe này. Tại vì thật sự nếu mà cái VTEC nó chỉ giảm tiết kiệm xăng nhiên liệu và hiệu quả hơn thôi, chứ không phải đó là cái xe mạnh. Những cái đời trước nó sẽ mạnh hơn, lý do là khi mà đề ba nạp là mở lần 8 là 16 van luôn rồi. Còn này nó đề ba lúc đầu chỉ có 8 van, làm sao xe này mạnh bằng cái xe đời trước được. Nhiều người nói xe này mạnh hơn, không có đâu nha. Xe đời trước mạnh hơn, xe đời này nó hiệu quả hơn, nó hiệu năng hơn về xăng cộ, về máy móc êm ái, về nhiều thứ hơn, cho nên nó người ta chuộng nó hơn thôi đó. Một con xe này liền lạc đẹp, chứ gọi là nói về mà đẹp nhất thì cũng chưa phải. Xe này mình chấm được khoảng 7 điểm. Một số xe này zin hết, chưa có tút tác dặm gì ở đâu hết, thì nó sẽ phai mòn một số chỗ theo thời gian. Ví dụ như nè, mấy cái rổ có thể vật gì nó rơi rớt lên nè đó. Chấm này mình cũng chưa sơn lại luôn, cái này cũng sơn zin. Và ở đây đó, nó có rổ mấy cái là do cái con chó hay gì đó, nó táp vô á nè, nó táp ngấn cái dấu răng nó vô luôn nè.
cái con chó đáp đáp vô răng vô. Xe này chưa bị té nha anh em. Gù này là gù zin, những cái gác chân chưa có chày đâu, xe té ngã là nó biết liền à. Còn đây nè, cái lốc bằng dơm nó ra ten luôn nè, chưa có tút tác gì hết đó. Phần này nó không phải bằng sơn nha, ví dụ như mình chậm sơn mình lên á thì còn lòi ra được, cái con này bó tay nó bằng nhôm vậy sao mà mấy. Bên kia cũng vậy, xe không có té ngã ha. Rồi còn cái nguyên hết ha. Mua xe này chỉ có chạy thôi ha, không một tiếng động lạ, mới rửa ráy về là bán thôi. Xe này của ông anh mình muốn bán ha, chứ không phải của mình. Mình thấy nó rẻ, nó đẹp, nó ngon là mình đăng lên cho anh em nào người ta cần á. Bữa giờ hỏi mình CB 400 rất nhiều nhưng mà mình chưa thấy giá con nào tốt hết. Bữa nay mình thấy giá con này tốt nè, 205 triệu, rất là đẹp so với con này đời cao ha, đời 209 rồi, nó rất là cao rồi mà nó đẹp, nó liền xe lắm, về không phải làm gì hết, chỉ chạy thôi đó. Đúng với Odo, đĩa trước đĩa sau, nói chung là xe này liền đúng với Odo thực tế là mười mấy ngàn, chứ không phải là cái xe mà tua đồng hồ ở này kia. Nếu vậy mình không có bao giờ mình đăng lên hết, mình đăng những xe nó cọp tin chưa đó, thì mình mới để đăng lên cho anh em nào cần mua được những chiếc xe mà nó đúng hiện trạng nha. Đó, mình không có bị hố một cái đồ vật mà mình mua mình không rành á, thì anh em lên coi xe này sẵn sàng, nếu mà tại mình thấy giá nó cũng tốt nữa, 205 triệu rồi đó, anh em chưa thợ thầy mình coi thoải mái đó. 205 triệu ra chứng với cái bập liền sang tên bình thường gốc Sài Gòn, không có tốn thuế 5%, chỉ đóng thuế nhập vô thôi, có mấy triệu bạc thôi đó, còn không chứng giấy liền cái bập đó. Anh em có gì alo nghe, xe mà kiếm cặp kiếm zin như vậy khó lắm nha, khó lắm. Xe này rất là liền theo xe, chủ xe cũng ít đi nữa, chế cái đèn này là cái đèn trước á, chế qua đây để công tắc này nó không đúng, mình sẽ tháo ra chứ không có để vậy, đèn mô tô lúc nào cũng sẽ sáng, nó phải luôn luôn sáng. Tại vì điện á, đầu sạc vô ra bình nó phải có hiệu cái nó xài ra để nó tuần hoàn cái dòng điện, nó không có bị hư bình phù bình đó, bắt buộc nó phải có bóng đèn, nó tính hết trong đó rồi, bóng đèn nó phải sáng liên tục đó. Xe rất là đẹp, anh em nào cần thì liên hệ với mình tới ngay cửa hàng mình kêu người ta qua, hoặc là mình sẽ cho số điện thoại của chủ xe gần ngay đây thôi để qua mà anh em giao dịch chính chủ chiến giấy cái bập liền đó. Cảm ơn anh em. Xe còn cái miếng cao su giảm cách nhiệt, cái miếng cao su rất quan trọng nha, cao su giảm cái nhiệt độ lên cái dàn điện máy này, nó hắt nhiệt độ lên, tại vì anh em biết cái máy nó lớn rất là nóng đó, nó giảm hết nhiệt độ lên. Mà mấy cái xe thường thường á, mấy ông nội mở ra tháo vô dục hết à, chứ không còn cái miếng cao su này đâu. Quan trọng đó để làm cho tuổi thọ cái dàn điện nó cao hơn vậy thôi, chứ có gì đâu đó. Với lại hắt nhiệt lên thùng xăng là nguy hiểm, phần trên là phần cao su với điện được không à, thì nó đỡ nhiệt độ lên đó, thì nó sẽ tuổi thọ sẽ cao hơn. Bi chén cổ chưa đụng tới luôn nè, bảy màu hết, nói xe ốc bảy màu hết rồi. Cảm ơn anh em.